28. Hồng Nguyệt xâm lăng rốt cuộc là ý gì thế? Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cho nó. Nếu người muốn biết thì đi mà hỏi người khác đi. Lên. Này này này, tôi vừa sửa lại ngôi nhà của mình đó, đừng có quậy phá trong nhà tôi như thế cơ chứ. Tô Dương à, anh không sao chứ? Bạch Linh cô sao lại tới đây nhỉ? Cẩn thận đó. Tôi mới tính dậy cách đây không lâu và phát hiện ngoài cửa sổ vẫn còn một vân trắng màu đỏ. Sau đó tôi nhớ ra mình chưa nói với cậu vợ Hồng Nguyệt Sâm Lăng, nên mới vội vàng cứ thế mà chạy tới đây. Cô có thể nói chi tiết cho tôi biết được không? Đương nhiên rồi, mỗi lần sau khi Hồng Nguyệt giáng lâm thì đều sẽ có những con quái vật ở từ một không gian con không xác định sẽ xuất hiện. Tên của bọn chúng là Tinh Hồng Diệu Linh. Bọn chúng sẽ xâm chiếm khu vực mà những dũng giả đang có mặt, với mục đích là giết chết hết những cái dũng giả đó. Đồng thời chỉ có dũng giả mới có thể gây sát thương được cho cái bọn chúng mà thôi. Nên sự kiện này á, còn được gọi là Hồng Nguyệt xâm lược đó. Nếu như bị cái đám Tinh Hồng Diệu Linh này giết chết thì dũng giả sẽ không có cách nào mà được sống lại đâu. Theo như lịch sử của thần điện ghi lại thì tất cả những Hồng Nguyệt xâm lược hiện được biết đến sẽ chỉ xuất hiện sau khi có dũng giả được phổ thăng lên tam chuyển. Vốn dĩ ngày hôm qua tôi đã định cỡ về nó cho dũng giả đại nhân anh rồi. Hóa ra là như vậy sao? Chỉ là vì một tam chuyển mà phát sinh đến việc này sao? Lỗi cường độ này chẳng phải quá là khuôn mẫu à? Điều này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Mục tiêu của Lạc Tinh tiểu thư hẳn là Hồng Nguyệt Tinh Thạch. Có thể ngang tài ngang sức với cô ấy thì có vẻ như Hồng Nguyệt xâm nhập lần này sẽ có điều đặc biệt đây. Vốn dĩ quái vật tam chuyển ban đầu đột nhiên tăng thành ngũ chuyển. Trường hợp này bình thường thì sẽ tuyệt đối không thể xảy ra đâu, trừ khi sức mạnh đẳng cấp của nó không cố định mà là biến hóa không ngừng. Hám địa trùng kích. Gặp quỷ rồi, làm sao mà Tinh Hồn Điêu Linh tam chuyển lại có thể có được thực lực mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Nhất định phải sử dụng toàn lực mới được. Dừng lại đi, dừng tay lại đi nào. Nếu tiếp tục đánh nhau thì sẽ đập tan nát nhà của tôi mất. Vốn dĩ tên này đến là vì tôi, nên là cứ để tôi giải quyết nó đi. Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Nếu ngươi đã muốn chết như thế thì ta sẽ không ngăn cản nhà ngươi nữa đâu. Đừng có mà khóc lóc cầu xin ta cứu ngươi đó. Vậy thì cô chỉ cần đứng sau một bên và nhìn cho kỹ nhé. Phi đạn. U ảnh chi thân. Vong hồn tiêu ký. Tiếp chi cử phụ thủ, level, điểm sinh mệnh 40%. Một chiêu mà đã đánh tụt 60% máu cơ á, sao có thể như thế được? Quả nhiên là đúng như mình nghĩ mà. Sức mạnh của tên này sẽ thay đổi tùy theo độ cầu thù hận của mục tiêu hiện tại. Nghĩa là bây giờ ngươi chỉ là một con boss tam chuyển mà thôi. Đối với mình bây giờ đang có cực đạo song hầu. Tăng cường thêm mà nói thì chỉ cần dựa vào sức mạnh đơn thuần thôi là có thể áp chế nó một cách tuyệt đối rồi. Ơ kìa, lần này chi phí sửa chữa lại tăng lên cho mà xem. Cuồng bão. Dũng dở kia chết đi. Lời cái chuyện giết dũng dở đúng không? Cơ mà có vẻ như là... Mày hoàn toàn không đủ tư cách rồi. Dũng giả. Tiếp chi cự phụ thủ level 75, điểm sinh mệnh 0%. Hồng Nguyệt xâm nhập. Chẳng qua cũng chỉ có như thế mà thôi. Bọn đã giết chết Tinh Hồng Điêu Linh cấp 75. Tiếp chi cự phụ thủ, điểm kinh nghiệm cộng 114.514.
nhận được hồng nhiệt tinh hạch ba. Vậy mà trong nháy mắt có thể giải quyết được con quái vật sao? Dũng giả đại nhân quả thực lợi hại quá đi mà. Mình cũng đã trải qua nhiều lần hồng nhiệt xâm lăng rồi, cũng đã thấy những người khác đối phó mà các lần hồng nhiệt xâm lăng như thế nào cơ mà. Nhưng mấy cái chiêu diệt sát điên cuồng của tên này á, căn bản hoàn toàn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Loại sức mạnh khô trường đó, nấp ở trong hình hài của một con người thật sự có khác gì là đám hung thú cổ hồn đâu. Đừng có mà cho rằng như thế là thắng rồi nhá. Lần sau nhất định tôi sẽ cho ngươi biết mặt. Tại sao người này luôn nói chuyện một mình thế nhỉ? Đây chính là điều Lạc Linh Nhi muốn sao? Bình Linh à, cô có thể cho tôi biết thứ này có gì độc đáo không? Đương nhiên rồi, viên hồng nghiệt tinh hạch này. Cái gì cơ? Đây là cái thứ gì nhỉ? Mày nó, cơ thể của mình. Tô Dương à?